Chào các em, chúng ta giải tiếp viên bích lớp 7 vòng 6, bích thứ 3. Những cái bài làm rồi, ở những nít 1, 2 thì thầy không làm nữa ha. Các em về lại nít trước coi. Hy vọng là gặp những câu mới lạ và khó khăn. Cũng những câu đó thôi các em. Bây giờ các em phải tận dụng triệt để cái khóa học mà thầy đã dạy cho các em, khóa học V71 nha. -8.1. Tiếp tục. A phần 2 bằng B phần 3. Để cho này, A phần 2 bằng B phần 3. Rồi tiếp tục là B phần 4 bằng C phần 5. Này giải nhiều rồi kìa. Ở bên phải ta nhân hai bên, đây A phần 2 và B phần 3 ta nhân hai bên với 1 phần 4. Vậy đây ra 12. Đây ra 8. Cái này ở đích trước giải rồi mà thầy không nhớ. Này nhân cho 3 là thành 12. Vậy bên này cũng có nhân cho 3 là thành 15. Vậy cuối cùng hai này bằng nhau. Như vậy A là 8 phần, B là 12 phần, C là 15 phần. Tổng cộng là 35 phần. 35 phần là gọi 35k đi thì bằng 21 để cho kìa. Suy ra 1 phần sẽ bằng 21 phần 35. Trong đó B chiếm bao nhiêu? B chiếm 12 phần. Vậy các em lấy 12 nhân cho 21 phần 35 bằng 36 phần 5, tức là bằng 7.2. B bằng 7.2 ha. B thì bằng 12 phần, tức là 12k. 12 nhân 21 phần 35. Rồi. Mấy bài này bấm máy thôi các em. Máy là xong rồi. Trừ mở ngoặc 2/7 cộng 2/9 cộng cho 5/3 cộng cho mở ngoặc. -5/7 trừ cho 16/9 -14/3 tức là -4.6. À, đây là 8/3/13. Này 2x cộng 2 3x trừ 15. Cái này các em dùng kỹ thuật thầy đã dạy tìm x ở trong cái khóa học V71 ha. Các em sẽ làm ra rất nhanh. Bài này cũng giải không đơn giản đâu các em. Nếu mà giải bằng toán bình thường
là chúng ta cũng sẽ mệt đó. Chúng ta sẽ giải như sau. Nếu là toán bình thường ta giải như sau này: cộng 2 trên 3x trừ 6 bằng 2x trừ 6 trên 3x trừ 15. Dùng tính chất giải thì số bằng nhau ha. Thì lấy tử trừ tử, mẫu trừ mẫu. Các em lấy cái này nè. Đó. Trừ cho cái này. Nhớ để trong mặt nè. Để trong mặt. Dưới này cũng vậy. Lấy 3x trừ 6 bắt trước mà. Trừ cho cái này. Để trong mặt. Rồi như vậy nó sẽ bằng là phá ngoặc ra. Phá ngoặc ra thì đổi dấu, trừ thành dấu cộng. 2 cộng 6. Ở dưới là trừ 3 trừ 15 là thành cộng 15. Như vậy nó sẽ bằng là 8. 8 phần 7. 9 nhé. 3 trừ 7 là hết, trừ 6 cộng 15 này. 8 phần 9. Rồi bây giờ vì cái anh này anh trích ra nè, nó bằng một dãy luôn và nó bằng 8 phần 9, cho nên tới đây mình làm được à, tới đây kem nhân chéo lên thì ta sẽ có là 9 nhân 2x cộng 2. 9 nhân cho 2x cộng 2 sẽ bằng bên kia là 8 nhân cho 3x trừ 6 à. Tức là nó sẽ bằng 18x, dùng tính chất phân phối nhân ra, cộng 18 bằng 83, 24, 24x trừ 48. Rồi tiếp tục giãn lược hai bên. Bên này 18x à, mình học chuyển vế đổi dấu rồi mà các em. Tiếp tục 2 mũ 4 2 mũ 4 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 2 cộng 2 trên trừ âm 75 thì bằng âm 2 phần 5, tức là âm 0,4. Rồi bài tiếp theo. A là 5 phần, B là 6 phần. Vậy A là bằng 5, B bằng 6 luôn. Đây là bằng âm 1. Em tự làm nha. Rồi bên này A là 3 phần, B 5 phần, cộng lại là âm 4. Vậy là 8 phần âm 4, vậy mỗi phần bằng 0, âm 0,5. Âm 0,5. Mà A chiếm 3 phần, vậy là âm 1,5. A là âm 1,5, B là âm 2,5. Dưới này A là 7 phần, trừ cho B 5 phần là còn 2 phần. 2 phần trừ cho 2 nhân 2 phần nữa, C là 2 phần, vậy là trừ 2 phần là bằng 6. Vậy mỗi phần là bằng trừ 3. Mỗi phần bằng trừ 3 nha. Rồi tổng ABC là bằng 14 phần. 14 nhân trừ 3
là bằng âm 42. Rồi cái cuối cùng, ủa sao cái cuối cùng là bao nhiêu? Cuối cùng nó bằng y chang kia vậy ta? À khác nhau, khác nhau chỗ 5/3 trừ mở ngoặc 2/7 cộng 2/9 trừ 5/3 cộng cho mở ngoặc âm 5/7 trừ cho 16/9 âm 4/3 âm 1/3. Rồi giờ ta chọn âm 42 là nhỏ nhất đây số này. Tiếp theo âm 8/1 âm 4/666 âm 1/5 đây âm 1/3 đây âm 1 âm 0/4 rồi 7/2 8/23 và mới 11. Bài thi số 2. Này cái bấm máy ra kìa. Lấy hai số hạng trong nhân nhau là 2/7 nhân 7 là thành 2. Rồi 2 chia cho 15 là 2/15. Rồi 2/15 lại chia cho 2/5 nữa thì x bằng 1/3 ha. Một phần ba x bằng 1/3, a là 3/, b là 7/, như vậy là tổng là 10/, cộng lại bằng 7, như vậy mỗi phần là bằng 7/10, 0.7 ha. Vậy là 5 nhân cho a là 3/ đúng không, rồi cộng cho trừ cho 3 nhưng b là 7/, vậy là trừ 6 mình nhân cho 0.7 bằng -4.2. đây đáp án này. Học sinh 4 khối 6, 7, 8, 9 tỷ lệ với 12, 11, 19, tổng số học sinh của 4 khối, như vậy là ta tính tổng số phần lại luôn đi. 12 cộng 11 cộng 10 cộng 9, tổng 4 khối là bằng 42/, lấy 630 chia cho 42 như là được 15, mỗi phần là 15, trong đó khối 7 với khối 8 là 11 với 10 là 21/, thì nhân cho 21 nhân 15 là 315 em. Đây biểu thức nào đúng? Này ở nick trước mình có làm rồi ha. Ở nick trước mình có làm mà cái đề này chúng ta phân tích ra là thấy sai, không có cái nào đúng kìa. Nhưng mà thôi ta chọn đại cái này đi. Nè cái này là gần đúng. Rồi đây là bài khó. Đây là bài khó.
Bây giờ các em có gì? A trên B thì bằng C trên D. Suy ra A trên B phải nhân thêm A trên B nữa, thì tức là bằng A bình trên B bình. Đó. Mà các em lại có gì? Lại có AC. AC trên BD. Thì mình tách ra. Mình tách ra thành A trên B nhân cho C trên D. Thì A trên B thì để nguyên. Còn C trên D thì cũng bằng A trên B mà. Vậy C trên D này thay đổi thành A trên B luôn ha. Đó thì nó cũng bằng thôi. Vậy là A bình trên B bình thì bằng cái này. Mà AC nhân BD, AC phần BD cũng bằng cái này. Vậy hai cái này bằng nhau các em nha. Hai này bằng nhau này. Cái này với cái này là bằng nhau. A bình trên B bình bằng AC trên BD. Đây. Bài này ở nick trước thầy có giải rồi ha. Không có. Các em trở lại nick số 1, số 2 gì đó các em coi. Bài này ở nick trước cũng có giải kỹ rồi. Có cả vẽ hình nữa. Góc XOY 80. Phân giác OT. Trên tia OT lấy điểm A. Kẻ AH vuông góc OY. Kẻ AK vuông góc OX. Rồi số đo góc HAK ở bài trước có làm rồi kìa. Nó sẽ bằng là 100 độ. Trở lại bài trước mà coi ha. Giải rất kỹ, có cả hình vẽ. Rồi cái này trong khóa học V71 thầy đã dạy. Cái này không âm, cái này cũng không âm, cộng lại sẽ lớn hơn bằng 0. Mà giờ người ta đòi bằng 0 thì từng cái này phải bằng 0. Trong khóa học V71 đã nói rất rõ. X bằng 1 ha, Y sẽ bằng 3 đó. Ở đây người ta chỉ hỏi X thôi thì mình trả lời X thôi. Có bao nhiêu số nguyên X thỏa mãn cái này? Giống bài nãy kia. Cái này á là nó sẽ có một cái đó, chứ không phải không có đâu. Hai x trừ 2 cộng cho giá trị tuyệt đối của 6 trừ hết. 2 x trừ 6 tuyệt đối với lại tuyệt đối 6 trừ hết cũng vậy thôi, lớn hơn bằng 2 x trừ 2 được cộng cho 6 trừ cho 2x. Như vậy là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 4 kìa. Tổng hai cái giá trị đối này luôn luôn lớn hơn bằng 4. Mà giờ người ta đòi nhỏ hơn bằng 4. Nhỏ hơn thì không thể rồi. Bằng 4 thì có thể. Như vậy là mình sẽ có thực ra là gì? Vậy vậy cái này người ta đòi cái này nhỏ hơn hoặc bằng 4, tức là suy ra nó bằng 4 ha. Suy ra nó bằng 4. Lúc đó các em dùng kỹ thuật thầy đã dạy ở khóa V71, các em giải nhanh bài này. 2x trừ 2 cộng cho 6 trừ 2x bằng 4. Rồi kết quả x bằng 3 nha. X bằng 3. X bằng 3. Thử lại đi. 3 x 2 là 6, 6 x 2 là 4. Còn bên này bằng 0 ha. X sẽ bằng 3. Nhưng mà người ta hỏi có bao nhiêu số nguyên nè.
Có bao nhiêu số nguyên mà làm cho cái này bằng 3? Vậy mà mình chọn số 3 là chết liền ha. Còn kết quả khác nữa. Giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 cộng cho giá trị tuyệt đối của 2x trừ 6 bằng nhỏ hơn hoặc bằng 4 không? X bằng 1 nữa kìa. X bằng 1 cũng được, 2 cũng được, 3 cũng được. Hết 1, 2, 3 thôi. Các em thấy tại sao thầy lại làm được nhanh như vậy? Hãy tham gia khóa học V71. Hãy tham gia khóa học V71. Các em sẽ nắm được đầy đủ những kỹ thuật mà thầy làm rất nhanh vừa rồi ha. Nó cũng đơn giản thôi. Thủ tục đăng ký học rất đơn giản các em nhé. Còn học phí thì không phải một chừng này một tháng đâu ha. Cái này là cả khóa. Cả khóa các em chỉ đóng chừng đó ha. Lan tỏa kiến thức là chính. Rồi bây giờ ta chọn đáp án là có 3 đáp án luôn. Số 1, số 2 và số 3. Vậy là ta chọn 3 đáp án luôn. Có bao nhiêu số nguyên ít thì có 3 số nè. Số các số chia hết cho 6 từ 1 tới 2017 là số 6 là 1, 12 là 2, 18 là 3, vân vân vân. Cho tới để coi 2017 chia 6 dư mấy ra. Dư 1 kìa. Vậy 2016 là số chia hết cho 6 cuối cùng. Ờ đúng luôn. Rồi lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. 2016 trừ 6 rồi chia cho khoảng cách là chia cho 6 rồi cộng cho 1. 336 số. Đây kìa, 336 số. Ta qua bài thi cuối cùng, vượt chướng ngại vật. Các em nhớ đăng ký trang web của thầy để học những khóa học rất hay để nâng cao kiến thức của mình ha. Sẽ còn nhiều khóa học thầy sẽ mở nữa. Rồi cái này bài trước ta có giải rồi. Các em trở lại nick trước các em coi. X sẽ bằng âm 5 và x sẽ bằng âm 9. Ta nhập số nhỏ trước. Âm 9, âm 5 đều đúng. Trở lại bài trước coi thầy giảng sao nhé. Hình chữ nhật có tỷ số giữa hai cạnh là 3/7. Như vậy là chiều dài là 7 phần, còn chiều rộng là 3 phần. Chiều rộng thì gọi là 3K đi, chiều dài thì gọi là 7K đi. Chu vi là gì? Chu vi là dài cộng rộng, tức là 3K cộng cho 7K nhân đôi thì bằng 46. Vậy trước khi nhân đôi là dài cộng rộng sẽ bằng 23 thôi. Từ đây các em suy ra K sẽ bằng 2,3. 10K bằng 23 thì K bằng 2,3 ha. Từ đây các em suy ra rộng. Rộng sẽ bằng 3 nhân cho 2,3. 3 nhân 2,3 bằng 6,9. Dài
giờ sẽ bằng 7k, tức là 7 × 2.3. 7 × 2.3 16.1. Rồi diện tích, diện tích thì bằng dài nhân rộng, tức là 6.9 nhân cho 16.1. 6.9 nhân 16.1 bằng 111.09 các em nhé. 111.09. Nhân 111.09 đúng rồi, mét vuông luôn. Cái này các em nhân chéo lên, x nhân x sẽ bằng, x nhân x sẽ bằng 6 1/4 nhân cho 1.96, suy ra x mũ 2 sẽ bằng 6 1/4 nhân cho 1.96 bằng 12.25. từ đây tôi em suy ra là x sẽ bằng căn cộng trừ căn 3.5. Trừ 3.5 giờ 3.5 thầy ơi, thầy cho em hỏi đây bằng cái gì đó thầy, chữ thầy. Sai chỗ nào nhỉ? Hình như nhập phân số chứ, thầy lại nhập số thập phân. Không biết nữa, các em tự coi lại nha. Bài đó thì cái cách làm để các em biết rồi nè. Còn có lẽ là mình nhập sai đây. Cho hai số x y nguyên thỏa điều này. Số cặp x y thỏa mãn là. Cái bài này thầy có giải kỹ ở cái nick trước ha, em về coi lại. Nói chung là từ đề bài ta có là 1 trừ giá trị tuyệt đối của y thì bằng 2x trừ 3 tất cả cả bình thì nó lớn hơn bằng 0. Từ đây suy ra là giá trị tuyệt đối của y. Nick trước thì có giải kỹ ở đây này, giải tóm tắt ra. Như vậy suy ra là y sẽ bằng trừ 1 cũng được, 0 cũng được, mà bằng 1 cũng được. Chứ 2 là không được nữa, giá trị đối của 2 đâu còn nhỏ hơn 1 nữa đâu, đúng không? Rồi có 3 trường hợp. Nếu y bằng trừ 1 thì chỗ này là bằng 0 nè. 1 trừ giá trị đối của 1 là bằng 0. Lúc đó 2x trừ 3 bằng 0, vậy x sẽ bằng 3/2. Còn nếu x bằng 0, xin lỗi, y bằng 0 thì đây bằng 1. Này ở bài trước mình làm rồi nha. Như vậy là có hai cặp. Nếu y bằng 0 thì chỗ này bằng 1. Vậy 2x trừ 3 sẽ bằng 1. Hoặc là trừ 1, không? Nếu y bằng cộng trừ 1 á, thì suy ra là y bằng trừ 1 cũng vậy, mà 1 cũng vậy, thì lúc đó x sẽ bằng cái này, thì mình bỏ. Còn nếu y bằng 0 thì suy ra là 2x trừ 3 tất cả mũ 2 sẽ bằng 1. Từ đó 2x trừ 3, 2x trừ 3 sẽ bằng cộng hoặc là trừ 1. Như vậy suy ra gì?
Nếu 2x trừ 3 bằng 1 thì x sẽ bằng 2. Còn nếu 2x trừ 3 bằng trừ 1 thì x sẽ bằng 1. Giờ ta có 2 cặp đây. 2 cặp ha. Các em về nít trước coi bài giải cụ thể luôn. Con này thầy không nhớ đáp án thì làm lại thôi. Bài này ở nít trước ta cũng giải rồi các em nhé. Hình như là A cộng B là cuối cùng nó bằng cộng trừ 15. Các em về nít trước coi ha. Giờ đây ta kêu lấy giá trị nhỏ nhất thì ta lấy âm 15. Cho góc BS bằng 50 từ A, từ A kẻ AT vuông góc S, từ B kẻ đường thẳng D vuông góc AB, cắt AS tại C, cắt AT tại D, tính góc ADC. Ngày 40 50 chứ hả. Rồi giờ thầy hướng dẫn bài này. Vẽ hình này. B X X để cho đây. Có số đo 50 độ. Từ A kẻ TAT vuông góc với lại từ A kẻ TA sai rồi. A góc BAS là trên này là B chứ. Dưới này là A. BAS bằng 50 độ. Rồi kẻ tia AT vuông góc BAS. Đây là AT. Từ B kẻ đường vuông góc AB. Này vuông góc. Cắt AX ở C. Cắt AX ở C nè. Đó. Cắt AT ở D. Cái nhiệm vụ của mình là tính góc nào? Tính góc ADC cái góc này. Đó. Giờ thầy hướng dẫn nhanh nha. Hướng dẫn nhanh này mà công quá.
Thầy gọi cái góc cần tính ADC đó là bằng x độ. X độ. Không biết bao nhiêu gọi x độ. Rồi giờ đề cho gì? Đề cho góc CAD là bằng phần 90 độ nè. Nha. Giờ góc x này cộng góc C này sẽ bằng 90 độ. Vì sao vậy? Vì tam giác DAC vuông ở A thì góc x cộng góc C sẽ bằng 90 độ. Mặt khác, xét tam giác ABC. Tam giác ABC nó vuông ở B này, là tam giác vuông ở B này. Vậy là góc 50 cộng góc C cũng bằng 90 độ. Cộng góc C ha. Cũng bằng 90 độ. Đây là vì sao? Vì tam giác DAC vuông ở A. Tiếp tục, hai góc dưới cộng lại bằng 90 độ là vì tam giác ABC vuông ở B. Vậy thôi, từ đây cho em suy ra là hai cái này sẽ bằng nhau vì cùng bằng 90 độ nè. Hai tổng bằng nhau mà có số hạng là góc C giống nhau, vậy x sẽ bằng 50 độ. Đó. Vậy chỗ này sẽ bằng 50 độ luôn. ADC bằng 50 độ. Vậy nha. Các em nhớ tham gia khóa học V71 nếu thích, để tăng cường kiến thức. Ta nợ bài. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo. Tạm biệt các em. Buồn ngủ quá.